Kính thưa chị, trong món bánh răng này, trong khi chờ đợi Thu đập những cái trứng đó, thì chúng ta cần những cái khuôn. Thì khuôn cũng vậy nữa, bất kỳ cái loại khuôn nào mình có ở nhà mình cũng vẫn có thể dùng được hết. Chẳng hạn như quý vị thấy đây là những cái khuôn bánh mà ở ngoài chợ thường hay bán đó. Bất kỳ, rồi đây cũng vậy nữa, những cái khuôn bánh mà nhỏ nhỏ rất là dễ thương thì tùy theo ở nhà mình có khuôn nào cũng được, nhưng đó phải là khay nhôm, tại vì đó là mình phải bỏ trong cái lò mình nướng. Còn nếu mà mình dùng cái khay bằng nhựa thì không được, thì đây là một cái chén. Rồi ngoài ra thì mình có thể mình dùng cái khay nhỏ nhỏ như vậy cũng được nữa, coi như là bất kỳ thứ nào cũng được. Nhớ thời gian mà ở trước 75 ở quê nhà mình đó, thì cũng hay có khi mà mình ăn những cái hộp bơ hoặc là hộp trái cây hoặc là hộp cá đó, thì mình cũng hay dùng những cái hộp không để dành làm khuôn, nhớ không? Thì cái nào cũng được hết. À, bất cứ cái nào mình cũng có thể làm khuôn để đổ bánh flan. Bất cứ cái nào mình cũng có thể dầm làm khuôn được hết á. Thường thường trung bình đó, cứ một cái dĩa trứng như vậy đó là chúng ta chỉ cần dùng một lon sữa đặc thôi, và trong này đó là cái độ ngọt nó cũng nhiều lắm rồi. Thành ra quý vị cứ thể làm thử, rồi sau đó thì tùy khẩu vị của mình, nếu mà mình muốn ngọt thì mình sẽ thêm đường, còn nếu mà lạc thì lúc đó thì mình sẽ thêm một chút xíu nước nữa. Hết 12 trứng chưa? Dạ hết 12 trứng rồi hả? Như vậy đó thì là như vậy thì cái này thì mình hơi khó đông chút xíu, thì Thu nhớ là cái trứng nó tới đâu thì cái nước nó tới đó nha. Dạ. Ok, rồi bây giờ mình cho cái trứng qua bên này, thì đó là một cái đơn vị đo lường thôi ha. Mình đổ hết trứng vào đây hết chị trứng vô. Rồi đổ hết trứng vô. Rồi bây giờ đó, cái này thì mình dùng nước lạnh nha. Thu dùng cái bình nước lạnh đó, lấy cho khoảng qua cái tô này nè, bằng cái hồi nãy là bao nhiêu trứng đó, thì bây giờ mình cho bấy nhiêu nước. Chắc thêm chút xíu nữa ha. Rồi đúng rồi đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi, nếu mà trường hợp mà cái dung lượng nó có xê xích chút xíu đó, thì hoặc là cái bánh nó sẽ hơi cứng hơn chút xíu thôi. Thêm xíu thì nếu mà cho thêm chút xíu thì nó hơi loãng thì nó mềm. Nhưng mà không có nhiều thì cái bánh của mình là khi mà mình hấp lên vẫn đặc như thường. Rồi được rồi là, ha. Okay. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm đánh tan cái trứng này ra, thì Thu dùng cái đó, Thu đánh tan cái trứng này ra trước đi. Chắc quý vị dòm sẽ cười, hồi Thu chưa bao giờ biết đánh trứng. Phải không chị? Thì bây giờ đó mình cho hết cái lon sữa này vô đây ha. Rồi chỉ cần khuấy mình đánh tan đều thôi lên. Ha, đều lên thôi. Mình có cần mình phải không, đánh cho cái trứng không, nổi không bọt có cần nữa. Trứng nổi bọt đâu. Chỉ đánh cho nó đều. Chỉ đánh thôi ra đều cho nó hòa đều là thôi. Chị Thu thì cũng biết rồi, cái bánh flan của người Pháp đó thì người ta nói là ăn nó mềm mà nó mịn thì nó ngon. Bỏ vào miệng là một cái miếng bánh flan mà ngon là nó rất là mịn mà cái độ ngọt nó vừa vừa. Rồi nó mát nữa là tại để trong tủ lạnh để nó lấy ra. Dạ. Phải không? Ok. Rồi. Rồi bây giờ đó, sở dĩ mà mình không có cho nước luôn đó là cái mình muốn để cho cái dung lượng trứng với lại cái hộp sữa của mình đó nó hòa đều, rồi sau đó thì mình cho nước. Còn khi mà mình cho nước vô đó nó lỏng nhiều quá đó thì cái trứng của mình nó sẽ không có đều. Dạ. Mà bánh flan đó thì mình không có cần đánh nhiều cho nó nổi, nó ngược lại với cái bánh bông lan. Bánh bông lan sẽ cần nhiều. Thu ơi, bây giờ đó nó cũng đã bắt đầu đều rồi phải không? Dạ. Bây giờ mình cho cái nước này vào trong đó nha. Mình cho từ từ cũng được, nhưng mà mình cho hết một lúc vậy cũng không có sao. Xong hết. Mình lại đánh đều lên dạ, chị. Nó đều lên thôi. Nhưng mà em nghĩ chắc thì sau chị phải dạy món bánh gan mới được. Thì phải học. Học làm xong mình làm sao mà cho ngon, có mùi vị đàng hoàng thì mình mới có thể gửi đến quý vị được, phải không? Vậy thì quý vị cứ ráng chịu khó ăn bánh flan của Hồ Lệ Thu một tháng, rồi một tháng sau sẽ được dạy món bánh flan, bánh gan. Bánh gan, tôi ăn bánh gan. Nên mình sẽ quậy đều ra ha, cho nó này. Rồi bây giờ cái giai đoạn kế tiếp đó thì chúng ta sẽ dùng những cái khuôn này để mình có thể mình hấp bánh flan. Bánh flan thì cũng có hai cách, cái cách thông thường hồi xưa bên Việt Nam mình đó, tại vì không phải là nhà ai cũng có cái lò nướng hết, do đó mình phải dùng cái sửng để mà mình hấp. Thấy không? Cái sửng mà hay cái hấp xôi hấp đó, để mà hấp. Nhưng mà qua đây đó
thì mình có nhà ai cũng có cái lò hết, thì mình lại tận dụng cái lò đó mà mình không dùng cái xửng nữa, thì để cho mình không có cái thì giờ để mà nếu mà mình dùng cái xửng đó thì cứ phải lâu lâu mình phải dỡ cái nắp ra để mình đổ cái nước mà nó cái hơi nước nó đọng lên cái nắp đó mình đổ đi. Nhưng mà khi mà mình dùng bằng cái lò nướng thì mình không cần nữa. Thì bây giờ trước á mình cần bắt cái bếp lên nè. À chỉ cần một cái bếp ga. À. Thì ở đây đó thì tiện nhất là cái bếp ga, nhưng mà ở nhà mình á thì cái bếp thông thường ở nhà đó mình cũng dùng được. Rồi tới phiên bây giờ thì mình dùng những cái khuôn này nè ha. Để là mình sẽ hấp bánh. Thì cái khuôn này đó ở dưới thì Thu ăn Thu thấy ở phía dưới cái lớp nó có một cái lớp đường đó. Dạ đúng rồi. Cái lớp đường cái lớp caramel đường đó hơi thơm thơm nó hơi. À hồi xưa em lại tưởng là cái đó là cái cà phê. Cà phê đó thì cũng có nữa nhưng mà không có bỏ liền cái lúc đó. Tại vì cái món bánh flan đó nếu mà quý vị nào mà thích ăn đắng đó thì sau khi mà nhà hàng để ra một cái dĩa rồi đó để cho cái cà phê mà pha thật đậm rưới lên trên. Thật ra cái lúc nào mình cũng phải cần cà phê có chỉ là extra thêm extra thôi. Thêm thôi. Mà đúng là cái lớp caramel này. Dạ. Yeah. Okay. Cái lớp caramel này nè. Vậy là quý vị nhớ rồi nha, mai mốt khi mà ăn thấy cái lớp mà nâu nâu ở trên là phải thử cho kỹ coi cái đó là caramel hay là cà phê nha. Nếu mình thích đắng thì cho cà phê ha. Rồi một điểm nữa đó là hồi nãy chúng tôi không có nhắc đến quý vị là cái lượng đường, là cái đường này đó mình không có cho vào trong cái bánh flan mà chỉ dùng để làm caramel ở ngoài thôi. Cho nên tùy theo cái khuôn của mình đó thì mình cho đường nhiều hay là mình ít. Thông thường cứ cho một muỗng cà phê đường á thì cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê nước thôi. Thì nó sẽ nhanh hơn tại vì nó đặc đó. Còn nếu mà mình lỡ mình cho nước nhiều cũng được, nhưng mà cái thời gian mình để trên bếp thì nó sẽ lâu hơn thôi. Dạ, để cái hơi nước nó bốc lên, nó còn lại cái lớp cái lớp mà cháy đó. Cháy đó hả? Cái lớp mà cháy nè. Đó, bây giờ Thu thấy nè. Dạ rồi, cái màu nâu nó có một cái màu nâu thế. Thì bây giờ đó mình cứ tráng đó, mình tráng cho nó ra xung quanh này nè. Nó càng nhiều thì nó càng đẹp thôi. Mà khi mà nó nóng như vậy đó thì mình không nên cho cái bột này vào liền cái nước bánh flan. Tại vì khi mà nó nóng mình cho vô đó thì cái mặt bánh mình sẽ bị rỗ. Tức là cái bánh mình sẽ nó không có mịn. Nó không có mịn hơn, thành ra mình để cho nó nguội chút xíu đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm tới cái khuôn lớn hơn. Cái khuôn này nó hơi to nè Thu, thành ra mình cho đường nhiều để cho đủ mà nó làm cái áo hết cái lớp ở phía dưới đó. Lớp phía dưới đó Thu. Để em thấy cái này cũng giống như một cái cách mà ông bà mình hay làm nước màu mà. Cái này là giống như làm nước màu đó hả chị? Kho thịt kho cá đó thì sẽ làm cho nó đậm đen hơn chút nữa. Cái này nè, tôi thấy không? Đúng rồi. Lúc đó thì mình sẽ cho lên sau. Coi như là bất kỳ một cái khung nào mình cũng vẫn dùng được hết. Dạ thì mình cứ thích vuông là mình để vuông, thích tròn để tròn. Ngày Valentine thì nghĩ là các chị các cô cứ mua một cái khuôn trái tim đó, xong rồi làm bánh flan rồi tặng cho ông xã hay người yêu của mình ăn. Nhưng mà đặc biệt nếu mà trường hợp mình tặng cái trái tim đó bánh flan thì nó ngọt ngào rồi, nhưng mà phải làm trước à, chứ nhỡ mà trái tim mà nó bánh flan nó không ra bánh flan ra thì em sợ mà lỡ làm quá tay trở thành trái tim khét là chết. Trái tim khét cũng không sao, miễn là ngọt ngào được rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu mà các chị các cô mà làm là chắc chắn cái bánh đó sẽ ngọt lắm chị, tại vì vừa ngọt của cái bánh flan mà ngọt thêm cái tình yêu mà mấy chị làm á, không chị? Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nha. Bây giờ Thu cho mình qua bên kia cái kia đi ha.